Rồi, xin chào các bạn nha. Thì chúng ta thấy đây là một cái máy lạnh mà rất là dơ. Chúng ta thấy cái lưới nó không còn cái chỗ nào trống cả. Nó bít hết trơn. Cái hơi bên ngoài không thể nào ra vào trong máy lạnh được. Và chính vậy là cái máy này nó sẽ giảm độ lạnh đi rất là nhiều và cực kỳ tốn điện luôn. Đấy, chúng ta thấy không? Ở đây là mình nhận cái xô này là ở một cái lớp học. Đấy, phòng ốc rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Rồi, thằng kia cũng có một cái nữa, cũng tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra, sau đó vệ sinh. Rồi gắp lại cho chúng ta xem và test kết quả. Hơi lạnh thì vẫn có nhưng mà nó ra rất là ít do nó quá dơ rồi. Thì giờ mình sẽ tiến hành làm vệ sinh là nó hết thôi. Tình trạng của máy bên này cũng tương tự như máy bên kia. Máy bên kia thì mình cũng đã gỡ ra rồi, phía bên trong rất là dơ luôn. Máy này cũng vậy luôn nè, ở trong nó dơ quá dẫn đến là nó không lạnh được. Thì chúng ta chỉ cần vệ sinh sạch sẽ thì cái máy nó sẽ lạnh lại. Cái lưới cực kỳ dơ luôn. Chúng ta xịt rửa thì chúng ta xịt ngược chị ngược nha, chúng ta xịt trong này xịt ra nè thì nó mới sạch được. Bây giờ mình tiến hành mình xịt để sau đó là so sánh cho chúng ta xem. Đây là kết quả chúng ta thấy nè, và cái lưới chưa xịt đó thì nó không còn một cái kẽ hở nào, cái hơi không thể nào vào mới lạnh được. Còn cái lưới chúng ta đã xịt sạch sẽ rồi, chúng ta thấy không, rất là thoáng luôn. Thì đây chỉ là một phần để giúp cho máy lạnh chúng ta được sạch rồi, đặc biệt là được mát, ít hao điện. Rồi mình sẽ tiến hành vệ sinh xong rồi gắp vào cho ta xem. Gian lạnh thì chúng ta dùng vòi nước này chúng ta xịt rửa. Vì với áp lực nước rất là cao thì xịt rửa như thế này sẽ giúp cho bụi bặm cũng như là những cái cặn bám vào ở trong cái dàn nhôm này nè được bung ra hết. Thì khi đó là cái máy lạnh chúng ta sẽ có độ lạnh theo ý muốn của mình. Sau khi dùng nước xịt xong thì chúng ta thấy nè, máy như là máy mới luôn. Chúng ta nhớ là xịt cái dàn nhôm này cho thật kỹ, ít nhất là phải 2-3 lần. Và trong cái cánh quạt này cũng vậy. Đấy, chúng ta xịt thật kỹ. Trong quá trình chúng ta xịt thì chúng ta giữ cánh quạt nha, không để cánh quạt quay nó sẽ bị cháy men đó. Rồi chúng ta dùng một cái ống để chúng ta thông cái máng nước này nè. Để cho cái máng nước này nó được sạch sẽ nha. Đây, chúng ta thông cái máng nước này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lau khô và gắp vào.